cho anh Hậu. Cây này bao tiền? Cây này bán 1,5 triệu, cô đang định giá là 2 triệu với 1,3 triệu. Ui. Xịn nhỉ. Đang ăn săn nồi nhá. Trung Quốc Hoa Kỳ. Cô này á? Ui ôi. Ui mấy trăm triệu đi. 1,6 tỷ. Ghê nhỉ, bằng cái nhà ấy. 1,6 tỷ. Ui, ngồi chất không nhỉ? Cái này chắc là của biệt thự to anh chơi cái nhà à, mê cái này. Nói chung là ngồi bộ bàn ghế này mới cảm giác được là người có tiền nó như thế nào. Đẹp thật, đẹp quá. Ây yo, xin báo quay trở lại với channel Cáo Ca nha em ạ. Hiện tại mình đang có mặt ở trên Hải Dương và ngày hôm nay là mình sẽ đi chợ cây cảnh để mua cây cảnh về chơi Tết. Nhiều anh em có bảo là sao không mua cây cảnh về cho nhà cửa nó thế nào đi. Hôm nay quyết định đi ra đây thì cứ kể là đẹp thì mua anh em ạ. Năm kia quất tắt cây kia, quất luôn, mua luôn. 300. Chắc 350, chắc một cái. Thôi, mỗi năm Tết thì mình chưa mua cây cảnh gì, hôm nay là mình quyết định mua cây về nhá. Đi mua thôi. Đi mua mà. Đây, anh em ơi. Được rồi nhỉ. Trồng trọng này, không biết là hoa gì. Trông cái nào cũng đẹp. Với tội không có tiền. Hôm nay là sắm cho bố mẹ cây Tết, cho bất ngờ luôn. Đi, trông tuyệt vời đấy, khéo tao định mua cây này. Mua cây này á? Ừ. Thôi, cây đắt lắm, mày có tiền không? Ủa? Làm cây vừa vừa thôi, cây đắt lắm, phải chục triệu cơ, làm gì có đủ tiền đâu. Ừ, thế thôi. Đắt quá. Gốc to này cơ mà. To lắm, gốc to lắm anh em ạ. Được giữa nhỉ, cây to lắm, đẹp đấy. Đây, toàn gốc to của thụ luôn. Ui, lan này. Lan này, ui. Lan này, đẹp chưa? Chậu này nó hình xinh, để bàn đẹp. Đúng không? Một chậu 3, à, một chậu 2 bông, với bông 50.000. Đấy. Cái bọc bồng cái kia. Bọc này á? Ừ, nó tên. Làm mấy cái bọc nó tên. Ôi, toàn cây đẹp thôi. Đi. Nào đó có tiền nó xây biệt thự, tao mua cây về tao trồng. Làm hai cây để trước cửa thì ừ. Nào có tiền xây biệt thự mua cây về trồng chơi. Ừ. Này, đẹp chưa? Trời 100 một bông. Không, 100 một bông, một bông. Một cái bút. À, một cành. Ừ. Rồi. 200 một cành em ạ. Cành này vốn nhiều bút lắm mà. 200 một cành. Đẹp chưa? Toàn loại ấy. Đẹp gì? Đẹp đâu? Đắng thắng bút. Một tháng mới tàn anh em nhé. Đẹp chưa? Ui. Xịn nhỉ. Đang ăn săn nồi nhá. Trung Quốc Hoa Kỳ. Không biết con này bao tiền. Con này 18 triệu. 18 triệu. Thế còn con kia? Con này 15 triệu. 15 triệu. Đẹp nhỉ. Đẹp lũ. Đẹp chân màu. Vô chất đỏ đen luôn nhá. Con này đẹp. Mỗi con này có răng đẹp hơn không? Mười mấy triệu, 15 triệu. Con này 18 triệu. 18 triệu. Trông giống thật thôi. Hàng ký của anh luôn. Cái này là để làm gì chú? Cái gió hoa quả. Ui. Bố chắc. Cái này, xuống cái này mấy triệu rồi? Cái này 15 triệu. Ui chết rồi. Cho gỗ xịn. Chết rồi, vào tham khảo gỗ đi. Giá có cá cái cá bộ này này. Cá bộ này 15 triệu. Đây. Chị là 13 người, 13 triệu. Nó sao nó gãy mất rồi. Gãy cánh. Tao đi này không cho an toàn. Mày chạm hơn gãy cánh đây. Cẩn thận nhé. Đây. Ngày xưa là mình cũng định mua một cái bộ này treo nhà. Này. Ngày xưa mình cũng định mua một ông tượng này để ở phòng làm việc cho đẹp. Nhưng mà đó đến về sau lại thế sao lại thôi. Thích thật. Đẹp. Ui ôi, con cá gì đây? Đúng. Cá rồng. Ui ôi, cá rồng dài lắm. Đây làm cụ về chơi. Tuyệt vời. Cú ếch. Cú ếch ngậm tiền này. Lùi lại, đây có gì đây? Lùi lại nữa. Bông đồng, cái bông đồng này. Đây. Ui. À, hai con cá cảnh. Đâu biết. Hả? Cá chép vàng ấy. Ui bằng đồng này. Ui. Con này chắc phải bao nhiêu tiền đấy?
đắt thật, trông không dám hỏi, hỏi nhiều ngại, để không biết giá anh em. Đồ gỗ đắt lắm anh em ạ. Đây, quay ông cụ này. Sở bộ ông cụ nhá, cho con phát tài nhá, con phát có tiền để con mua cụ. Đúng chỗ cung ấy. Cái này mấy trăm năm nó vẫn không hỏng. Đây là gỗ gì nữa? Đây là cái gốc, cái gốc cây. Bao tiền? Cái đấy hả? 2 triệu. Ủa đắt thế. 2 triệu 3. Ủa hương nhá. Ủa hương. Tài lộc đấy. Trông không cầu kỳ lắm mà 2 triệu. 2 triệu. Hả? Ủa hương. Thế còn ông đen đen bao nhiêu ấy cô nhỉ? Ơi. Ông đen đen này bao nhiêu nhỉ? Ông đen đen này à? Cái này à? 2 triệu rưỡi thì bán được. Cái này trông không cầu kỳ mà sao lại thế nhỉ? Đắt nhỉ? Phối lọc không được với em đang. Nhưng mà trông nó không cầu kỳ. Bên cái khác cầu kỳ hơn. Cầu kỳ thì nó lại giá thành cao hơn. Cái này là 6 triệu đi. 6 triệu. Trường này. Đây này trông nó còn quấy. Đây là cái ông qua quán ăn trường. Trông nó còn kiểu là. Đấy thì em lấy cái lên thầy ấy này. Lưu hương này. Đây này là ấy đấy. Đây 2 triệu này 6 triệu. Bao nhiêu gỗ ấy? Bao nhiêu ấy là chẳng. Cái này lưu là em lấy lưu này. Tài lộc ấy. Cái này chúng ta. Đây đó. Đây bao tiền? Đây là 7 triệu. Lưu đấy. Đây gốc sả cừ. Gù hương, nó gọi là gù hương. Gù hương. Cái này gù gì? Gù hương. Gù hương nó hóa lưu rồi đây này. Nhưng mà mỗi tội là muốn tiền. Trồng nét thật cái gì cũng thích. Cái gì cũng đẹp cơ. Nếu mà có điều kiện tí là theo mình quất đấy. Thật mình tính mình máu lắm, mình một cái mình thích là mình quất ngay. Tính mình liều lắm. Đẹp lắm. Hổ tặng long này. Đúng hợp tuổi mình luôn. Con này con hổ hay con gì? Con này hổ. Đúng, vào mạnh mình luôn. Phải nói là con này mới đẹp anh em ạ. Đẹp thật, con này chắc là mấy chục triệu ấy, đẹp chưa? Đây, quay cho anh em xem chi tiết anh em nhé. Đẹp thật. Dáng đẹp chưa này? Ui giời, hồi răng không biết là bằng cái gì nữa. Chắc bằng lành lợn, à không, bằng gỗ hay thật. Nó là lành thật đấy chứ. Đi ra này. Này, nhìn đường nét của nó cái nào ra cái đấy nhỉ, mà cơ bắp chưa đẹp nhỉ, đúng không? Đó đẹp không, quá đẹp. Đẹp. Mua đi bán không? Con này bao tiền? 30 triệu cả đấy. Cái đấy gỗ gì? 30 triệu cả con này, với con này 30. Cả cái chân cái bàn nữa. Cả cái bàn này ông thích, ông mua cái ok đây, ông làm bàn trà ông nước. Bàn này là gỗ gì ấy? Cũng gỗ hương. Gỗ hương. Mẹ niền nịch nạc không chập phá gì. Đông lắm. Tớ có cái ảnh bìa nào viết tắm lại kia không? Anh Hậu ơi! Lát quay lại đây mua hoa thì em nhá. Ở đâu? Hoa bán hoa gì? Em bán hoa mai đây. Thì quay chơi thôi. Bây giờ lên kênh YouTube luôn này. Có sao anh về Hải Dương chơi anh? Ở quê anh ở Hải Dương mà. Dạ. Quê anh ở Hải Dương. Đúng. Anh ở Thanh Hà anh Kim Thành. Thanh Hà. Bán được nhiều chưa? Em bán gần hết rồi anh. Gần hết rồi. Anh lát cứ ngắm hoa đi, ưu đãi cho anh Hậu. Cây này bao tiền? Cây này em bán 1,5 triệu, cô đang định giá là 2 với 3. Tớ đang định giá 2 triệu. anh cứ chơi, chơi ngắm hoa. Cây nhập trong Nam ra đúng không? Bình Định anh. Bình Định. Hay quá các anh. Đây. Đây gặp fan này đi. Bán bán mai. Vâng. Bây giờ 3 giờ. Quá tươi luôn. Đây rồi. Ví dụ những cái cây hoa mai thì kìa thì nó lại rất là héo. Là nó bị héo là nó yếu cái gốc. Còn đây là nó nhà trống tại sao nó không tầm hơn triệu một cây thôi. Tầm 1,5 triệu quay đầu. Tầm 1,5 triệu quay đầu một cây. Cây này chắc gì mấy trăm thôi. Cây này bé. Mai đó. Ui. Tuyệt vời chưa? Trăm rưỡi nhá. Đá.
Cái này bằng đá đấy. Cái này bằng gỗ. Cái này bằng gỗ. Cái này là đá mất hộp ạ. Đây của anh. Cái này vào đấy bao tiền đấy? 5 hộp ấy. Ừ. Ở thế đây em lấy hộp. Cái này bao tiền? Vòng đấy 450. 450. Cái dây có sợ đi không anh? Không, không, không. Có sợ đi không? 450 đẹp chưa? Đâu là một vậy mình nhận nhau rồi. Cái này là thuốc, thuốc gì? Cái này là trầm em ạ. À, để đốt cho thơm. Trầm để đốt cho thơm ạ. À. Loại đấy thì 150. Mày to thì 200. Giống mùi hương nhỉ? Trầm đấy còn gì? Đâu phải 300 à? Dạ. Trông đẹp phép là như hơi to à? Trời đeo trông giống tăng ổ quá. Ngầu chứ. Ngầu chứ. Đi văn đi, đeo thì văn cưới. Đây nhiều hơn, đây nhiều hơn, nhiều mẫu hơn. Đây đi sáng một chân phải. Được phải rồi. Kia phải không như thế. Đây mới gọi là chính em nhé. Bây giờ vào kia hơi ít, cái này mới là chính. Dã man. Đây quay càng xa càng đẹp. Không quay gần đâu. Nhiều. Đây có giá luôn chứ này. Nhiều như. Đi giá luôn thì đỡ phải máy luôn. Này, còn gỗ gỗ đẹp chưa? Ôi giời. Không biết ngắm gì nữa. Ui cái bộ này á. Ui ôi. Bộ mấy trăm triệu đi. 1,6 tỷ. Ghê nhỉ, bằng cái nhà ấy. 1,6 tỷ. Ui, chất không nhỉ? Cái này chắc là của biệt thự to anh chơi cái nhà à, nghe một cái này. Ui, thích nhỉ? 16 tỷ. Chỉ cho đang ngồi thứ á. Ngồi đi, trải nghiệm đi. Không có tiền mua, ngồi trải nghiệm đi thôi. Chất đấy. Được. Đây nguyên khối gỗ, không cắt ghép được đâu nhỉ. 1,6 tỷ. Đấy, cái anh ngồi lên đấy. Dạ. Không có chất danh nhân. Trông có thể đẳng cấp rồi. Nè. Nói chung là ngồi bộ bàn ghế này mới cảm giác được là người có tiền nó như thế nào. Đúng không? 1,6 tỷ. Ui dồi ôi, cái cây này, ui, sợ chưa? Cái này thì sợ thật, đúng là đại gia mới chơi được cái bộ này. Chứ mình thì mơ thôi, sợ thôi. Sợ là tốt lắm rồi. Nhé. Ngồi cái lên cái bộ bàn ghế 1,6 tí phát trông con người nó sang hắn anh em ạ. Kinh thật. Dã man. Thôi, ngồi thế thôi. Đẹp thật. Đẹp quá. 1 triệu. Đáng quý nhỉ. Ui 280 triệu. Ghê. 280 triệu. À chưa. Bên kia đang thế. 280 triệu. Ô có lỗ này. Chả có hay sao. Cái lục bình nhưng mà đẹp nhỉ. Không quá 600 nghìn đấy. À, 600 nghìn một cân. 600 nghìn một cân. Đâu? Cá này đến 20 cân. Có đâu đó hả? Còn này là 4 triệu. Ăn. Ui, ai đến đây mà. Ui, đẹp thế, tỏa đá quý luôn anh em ạ. Thích nhỉ? Đây, bộ bàn cờ ấy đắt hết đấy. Ui, dấu ấn này. Ui, mấy triệu. À. Ui. Đẹp quá. Cái gì nó? Đẹp quá, vàng tay. Ui. Trông đẹp hơn vàng. Đeo trông còn sang hơn nhỉ? Trông sang hơn vàng. Sợ đâm điện. Trông đẹp quá. Cái này 800 nghìn một cân.
Ôi giời, tao biết đá quý bán theo cân. Thì hôm nay anh xem á. Đấy, đá quý bán theo cân. Đấy, đi này. Sao đang ghi giá luôn cả khối luôn nhỉ? Tí là cân nhìn nó rẻ này nhá. Đây 700 nghìn quả. 700 nghìn quả này không? 700 nghìn. Ồ, chính ra cũng không mắc đâu. Đẹp mà. 80 triệu. Cây đào bằng gỗ. À, cây đào quả, quả gì bằng ấy. Thơm không? Tí sạc. Cái này ủi dưỡng sợi nước muối. Giống mùi hương ấy vậy. Cái này để bàn thờ mà. Ý xì hương ấy. Tha. Nghe được lâu lắm. Giống mùi hương đốt ở nhà. Ý. Biết rồi, nghe được lâu lắm ý mà. Tay cao một tí nữa. Sang bên này ạ. Tay cao một tí nữa. Ghé chín chợ rồi, ghé ngồi xuống. Mấy chục triệu? Dạ, 9 triệu. Thằng gỗ, thằng gỗ quay quả thần buồm này. À, quay cho anh em xem quả thần buồm này. Thằng quả này bao tiền? Đẹp chưa? Nét nhỉ? Như thật luôn. Con này là tàu hải tặc ấy. Hoa mắt chưa đại ca? Thắng con mặt nhưng mà giá đúng hơi chát nữa. Ừ. Ủa, 9 triệu. Đây là hay mua chầm. Nói chung hôm nay được đi trải nghiệm thì sướng thật anh em ạ. Đó chính là sướng đó. Sướng hết con mắt. Được sướng mắt thôi, chứ không được cầm về. Nhưng mà không sao hết. Trần... Ừ, về đây nha. Anh về nhá. Cảm ơn em. Ok. Em quê đâu nhỉ? Em Gia Lộc. À, à. Anh ở Thanh Hà. Cảm ơn em. Ừ nha. Anh về. Quên mất nữa, quay lại mua con đại bàng không? Đại bàng 20 triệu. Ôi đừng biết đùa, bán chuối 20 triệu này. Đừng biết đùa. À, đi bán chuối anh em này. Đi bán chuối là bán tiền gì mà 20 triệu một phép. Đây, 500 ở đây. Đây mẹ đưa tiền cho. Mẹ, ta bán chuối. Sáng rồi bán này. Ừ, đấy. Quay mua. Thôi. Quay mua gì máu. Thôi mua xong mẹ lấy đeo gì mà. Bán cả một năm mới được có mấy chục triệu. Cả một năm mấy mẫu vườn. Đây, đây kênh đào ở đâu này. Ui. À kinh bẫy cái phòng đấy. Đấy, quay cho em xem bẫy thôi. Bây giờ có một cái cây đào mình thích rồi, nhưng mà đòi 350. Sau tí mình sang quay một cái cây khác thì đòi 400. Nhưng mà có cái cây 350 bé đúng thế này, còn cái cây kia 400 to đúng thế này. Trời ơi. Dỗi không mua nữa. Đắt quá anh em ạ. Mình kiểu trông ngu ấy, lên thì toàn bị lạt thôi. Thế bán dưới may mình không bán thì không mà mình bị không được giá. Nha. Nó bán mất khách. Nói chung hôm nay là đi chơi vui cực anh em ạ. Những cái gì mà mình được nhìn thấy trên TV thì ngày hôm nay mình được nhìn thấy tận mắt và được sờ luôn. Vậy đó là một cái phúc rất lớn của mình rồi. Sướng thật. Đúng rồi mẹ. Động một cái thứ gì nó đắt tiền đi ở trong người nó sang lên hắn. Nếu các bạn cảm thấy video này hay, hãy nhớ là bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Cáo Ca nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Cáo. Chào tất cả anh em. Bye bye, chào anh em nha.